Trung Kim Ô Tô chào bác Tuấn, người Hà Nội nhá. Chiếc xe này là em có bảo với bác Tuấn là đang trên đường về, thì bác Tuấn đã alo và bác xem qua rồi. Bây giờ em quay cái video chi tiết cho bác để bác ngắm bác thẩm nhá. Đấy. Đây là chiếc xe Win Huyền Thoại 100. Đời chót, anh em nghe rõ nhá, đây là một đời chót, đời hiếm. Xe này là đời 2005. Đầu máy của nó là 111. Thì Trung Kiên là đầu năm là có thanh lý được 2 chiếc. Thì đã bán một chiếc về Bắc Giang cho anh Thiệu và một chiếc về Linh Bình cho bác Việt, đều rút hồ sơ và chính chủ tên bác ấy rồi. Sau đó Trung Kiên lại mua được thêm được 2 chiếc nữa. Thì một chiếc đã về Nghệ An cách đây tầm khoảng 7 ngày trước. 7 ngày trước là về Nghệ An. Về Nghệ An rồi. Đấy, và bây giờ em tiếp tục lấy chiếc còn lại về. Thì chiếc này nè, em thực lòng với anh em là bác Tuấn là người Hà Nội, bác đã chốt rồi. Bác chốt còn trước khi về nhà cơ. Đấy. Thì em đang quay một vòng ngoài cho các bác nhìn nhá. Các bác thẩm. Chiếc xe này có rất nhiều người vẫn không hiểu về nó đâu. Và ô tại sao xe Win Honda 100 mà lại rè nhựa, đúng không? Đấy, thì những bác nào mà trong đầu có ý tưởng đấy thì là em nói luôn là các bác chỉ chơi xe từ đời 99-2000 quay đầu thôi. Còn những chiếc xe này nó là xe không bán ra thị trường. Em nhấn mạnh lại cho anh em là xe đã không bán ra thị trường, mà nó là cấp nhá. Chính xác là nhập từ Indonesia, cấp cho bên công an, tòa án và bên kiểm lâm. Đấy, anh em nghe rõ nhá, nó không bán ra thị trường. Đấy, nên những dòng xe Win này thì càng ngày nó càng lên giá và càng ngày là càng hiếm đi, vì nó số lượng chỉ là dưới có hạn thôi. Đấy, còn những chiếc xe từ đời 1986 đến 99-2000 thì nó tràn lan trên thị trường. Đấy. Nói chung là những chiếc này mình gọi là siêu phẩm rồi anh em ạ. Mình gọi là siêu phẩm rồi. Đấy. Nhiều anh em sẽ hỏi em chiếc xe này bà thì bao nhiêu tiền. Thì nếu thực sự em chưa bán thì em cũng sẽ nói là em chưa bán đâu, mà em sẽ để thẩm em chơi hãng. Nhưng đây là có một bác ở trên Hà Nội, bác đã mua một chiếc xe Trung Kiên rồi, cũng gần 100 triệu rồi, nhưng bác đã dọn full mới. Thì bác bảo bây giờ nếu kìm được con nào mà nó là xe siêu tầm thì để lại cho bác ấy, để bác ấy siêu tầm bác giữ trong nhà. Còn chiếc xe kia thì bác đi trời nắng trời mưa, còn chiếc này bác thỉnh thoảng lôi ra dẫn lổ đi cà phê thôi. Đấy, anh em nhìn có đã không ạ? Đấy, siêu led này anh em nhìn này, em thu lại gần này. Đầu tiên là cái bô, anh em nhìn này, cái bô nó led căng luôn này, không biết xước nhá. Cái bô cái càng đẹp không anh em, thu đẹp không? Lốp vẫn nguyên bản theo xe. Đấy, vành bánh tam lan, con này đồ zin trên xe mình nói là 99,99%. Nếu mà nói quá một chút là zin 100%. Anh em ạ, zin 100%. Thì không biết cái xăm ở bên trong cái thay chưa, nên em chỉ nói là 99,99 thôi. Đấy, còn nốt này zin rồi. Còn cái xăm thì theo em nó đi bao nhiêu năm tháng thì nó thay rồi là chuyện bình thường, đúng không anh em? Còn tất nhiên một chiếc xe đi hơn 25 nay, như thế này là khoảng 21 năm. Đâu được 25. Chính xác là 25, 19-25. Thì nó được đẹp như thế này thì nó cũng là đẹp rồi anh em nhé. Đây, bánh trước cân đét này. Bánh trước cân đét này. Đấy, anh em này, bánh trước cân đét này. Đôi thụt này. Có chấm đen theo thời gian, đúng không? Biểu tượng này thì ngày xưa mới có, bây giờ là không bán rồi. Đấy, vành đèn pha đèn sáng quắng. Rồi, xinh nhan đẹp anh em nhé. Xinh nhan đẹp, nét căng, không dạn nứt này. Đấy, KGD. Đấy, củ máy anh em này. Đây, củ máy đây nhá. Củ máy này em kính mời anh Thiệu, kính mời bác Việt là hai người mua đầu, sau đó kính mời bác Huy và đặc biệt là bác Tuấn là xe của bác, thì bác vào thẩm giúp em. Đấy, đây là em chưa vệ sinh. Nếu mà cứ như anh Thiệm nói là xịt dầu V7 vào và hòa Omo mà xà phòng thì nào đẹp sáng như anh Thiệm thì ok nhá. Đấy, em cam kết ốc chưa một vết chạm nhá. Đấy, đây gioăng này, gioăng vẫn trắng tinh đây này. Đấy, ốc chưa một vết chạm này. Đấy, anh nhìn tiếp con ốc này này. Đấy, nhìn tiếp con ốc này này, tiếp tục con ốc này chưa vết chạm đúng không? Đấy, con ốc này đây này, tiếp tục con ốc đáy, quan trọng con ốc đáy này anh em này, chưa vết chạm anh em nhá. Ốc 6 con ốc này là quan trọng nhất, 4 con ốc này và 2 con ốc này là quan trọng. Còn con ốc này có thể người ta thay cam là chuyện bình thường, nhưng con ốc này cũng là đẹp luôn. Đấy, nong đen tròn xoe. Đấy, anh em nhìn kỹ ba con ốc này nhá. Đấy, để mà một chiếc máy zin thì anh em nhìn ba con ốc này. Đấy, còn tiếp tục bên trong đây, mà con này nó lại hơn cái, nó có cái gioăng lốc côn, nó là HAM đấy, mới đúng đời đấy, HAM thế mới tài chứ. Đấy, gioăng chắn xích, tem chắn xích đi nhá. Đây, bình xăng cốp đây anh em này, bình xăng cốp đây nè, em quay nó họ dán ni lông rồi. Đấy, dán ni lông lại nó bóng loáng thế anh em này. Đây là dán ni lông nhá. Đấy, này. Đấy, đẹp không ạ? Bình xăng cốp đẹp không ạ? Tai thỏ này. Đấy, từ con ốc này. Còi vẫn còi zin anh em nhé, còi zin này. Đấy, còi zin này.
Đấy, khung con này về cơ bản là đẹp, Bảo Tuấn nhá. Khung này. Đấy, càng này. Đây càng này, dán ni lông nhá. Dán ni lông từ ngày xưa này, đây là dán ni lông nhá. Đấy. Để chân zin này. Thụt sau zin này. Đấy. Tay dắt đẹp này. Đấy, tay dắt đẹp này, bạn này. Tay dắt con này đẹp này nhá bác nhá. Đấy. Sinh nhan sau zin đẹp này, bạn này. Đấy. Biển số em che mới rút hồ sơ cho bác luôn. Đấy, tay dắt sinh nhan đẹp này. Bô con này thì quá đẹp rồi, bô con này này. Nếu cái bô này là đẹp nhất trong tất cả 4 người. Vì chỗ này nó còn không có vết luôn này. Đấy, cái vết này nó đấy này. Cho xe ra đi em ơi. Cho xe ra anh cái cho khách đi qua, cho lùi lại. Đấy. Lùi lại. Cho xe ra đi. Lấy hàng gì anh em, lấy hàng gì đấy? Cho tiến lên đi đi. Tiến lên. Đấy anh em nhá. Nhắc lại cho anh em đây này. Đây từ vành bánh đi nhá. Vành bánh sáng căng đét anh nhá. Đấy, chân Nanoa này bác Tuấn nhìn này, cái này bác vệ sinh nhìn là được này. Theo thời gian này, vành sáng này đúng không? Vành sáng là lốp Indu này. Lốp Indu này. Đây đời đây. Đời xem nó đâu như đây. Đây đời đây. Đúng không bác? Đời 205 đi nhá. 205 này. Đấy. Tay dắt này. Tem càng càng này, càng này, càng đẹp này bác này. Đấy. Cần cơ động xanh nét này bác này. Đấy, cần động xanh nét nhá. Lốc côn này nhá bác nhá. Lốc côn đây. Tem HAM đây này. Đấy. Đầu bò này. Đầu bò này. Đấy. Ok. Đây lốc này. Bánh trước này bác này. Bánh trước này nhá. Cũng là sáng quóng nhá. Xem cái lốp này. Lốp này. 206 này. Đấy. Em quay ấn cái đuôi xuống để anh quay cái này. Ấn đi đi lại. Ấn đi để anh lấy cái bánh này. Cái bánh này nhá, Indu này nhá bác nhá. Đấy. Dè này. Đấy, dán ni lông hết rồi này. Đấy. Sinh nhan trước này. Cái căng này. Pha đèn vành đèn này. Đấy. Đồng hồ này. Cái góc đồng hồ rất là đẹp luôn. Đấy. Đồng hồ nét căng này nhá, đây nhá. Khóa KGD một chìa này. Anh em nhìn con ốc này, vẫn sáng quăng này. Đấy, sáng quăng này. Ốc sáng quăng này, con này về anh em chịu khó vệ sinh là được. Đấy. Cù công tắc này. Cù công tắc nét căng nhá, đỏ trưng đỏ lừng luôn này. Đây, tay lái này, sáng trưng này. Bình xăng này. Bình xăng đây, mở ra, quá một chìa mà. Em mở xem nòng bình xăng có đẹp không nhá. Đấy. Đấy, mở ra này. Úi xời, nòng bình xăng con này chấm hết luôn nhá bác Tuấn nhá. Này, nòng bình xăng con này chấm hết luôn nhá. Tay sáng trưng này. Đấy, nòng bình xăng con này ok luôn. Đấy. Chìa khóa này lại này. Ok. Đây về cơ bản nó như này đây. Em sẽ gửi video này lên nhóm cho tất cả anh em đam mê Win huyền thoại 100 cùng thẩm nhá. Đấy. Chiếc xe này có thế nào em quay lên như thế thì ngày mai đúng ra chiều nay bác Tuấn xuống, nhưng bác không xuống được thì ngày mai bác xuống nhá. Bác cứ nhìn qua, bác trương cái gì thì bác cứ bảo em cho nhân viên xử lý. Đấy. Còn không thì cứ thế anh em mình chốt là chủ nhật em trả lên cho bác. Còn bảo hành cho bác nè, con này em sẽ cho nhân viên là cà sung xuống máy bây giờ luôn và gửi đi luôn, gửi rút hồ sơ luôn. Mai bác xuống nhá. Đấy, đây, giận nổ phát để nghe âm cái nhá. Nghe âm anh em ơi, em giận nổ này. Đấy. Cho bác nghe trực tiếp âm này. Em để từ 015 này cho bác nghe này. À. Đấy. Bác nghe âm này, bác nghe này. Em bịt bô lại bác nhá. Là bịt bô lại này. Em fit này bác này. Đấy. Bác nghe không ạ? Em fit luôn nhá. Đấy. Đấy. Bịt bô lại này. Không tiếng động luôn. Đấy. Bác nghe gì không ạ? Các bác có nghe gì không ạ? Đấy. Em fit luôn nhá. Đấy. Đúng là bô zin, máy zin nghe nó khác hẳn anh em ạ. Thực ra một chiếc xe Win ấy nghe hay hay không, sướng hay không ở cái bô, và đẹp hay không cũng là bộ bình xăng cốp và cái bô. Đấy. Anh em chưa? Nó đập vào mắt đấy. Nổ từng tiếng, lổ hết xăng thì thôi anh em nhá. Lổ hết xăng mới tắt máy. Đấy. Bây giờ em xin phép các bác là em quay qua cái xe này thôi. Bây giờ lịch trình của em là đi ship ở đây là Văn Giang Nguyên chiếc xe này. Văn Giang Nguyên chiếc xe này. Và một chiếc xe nữa thợ em đang đi đâu rồi? Đi dán tem à? Đi đâu rồi? Chạy thử, em sẽ ship chiếc xe này cho bác trai ở Bắc Linh này.
Còn chiếc xe nữa thì em đi chạy thử là ship đi Văn Giang Nghiên. Đấy, còn xe này đã xong nhá. Đấy, bác Tuấn vào xem video nhá. Và tất cả anh chị em có nhu cầu mua xe, phục dựng xe Win, hãy liên lạc kết nối với Trung Kiên qua số Zalo 0778 24 4 8, hotline là 0358 444 888, hoặc 0354757789 anh em nhé. Chủ mua thì alo cho em, đừng nhắn tin. Và những chiếc xe này thì anh em bảo em đặt thì cũng không còn đâu, hiện tại nhà em đã không còn hàng. Đấy, nó là dòng đặc biệt. Còn những chiếc xe mà đời 99 2000 quay đầu thì em rất nhiều, rất nhiều. Nhà em có vài trăm xe cơ anh em ạ. Còn anh em thích phục dựng lên thì nhà em từ 20 triệu trở lên là có một chiếc xe như này rồi. 20 triệu trở lên anh có một chiếc xe Win Huyền Thoại 100 để đổ sẵn, đổ xăng chạy dọn phun mới. Còn chơi mới nó có giá trị của mới, mà chơi mộc nó có giá trị của mộc. Đấy, tiền nào thì của ấy. Giá trị đồng tiền anh em bỏ bao nhiêu, anh em nhận về giá trị xe bấy nhiêu. Đấy, còn đến với Trung Kiên thì Trung Kiên luôn rõ ràng công khai. Đấy, còn những bác nào đã mua xe nhà em, đấy, ví dụ mà có lỗi gì bất kỳ xảy ra cứ điện cho em, em sẽ thu hồi lại hoặc em sẽ có trách nhiệm bảo hành cho anh em. Để tránh trường hợp nếu anh em không nói ra thì anh em là người mất tiền, còn em thì mất khách. Còn đến với em là em làm cho được việc chứ không phải cho xong việc anh em nhé. Đấy, còn tùy từng chiếc xe, không có chiếc xe nào giống chiếc nào cả. Được cái lọ thì mất cái kia, được cái kia thì mất cái lọ, được cái chai mất cái lọ, được cái lọ mất cái chai. Quan trọng là tầm tiền nó em mua về, em cộng cà phê cho anh em là luôn công khai rõ ràng. Đấy, thuận mua vừa bán. Đấy, còn chiếc xe này là chưa về đến nhà là bác Tuấn, bác đã chốt rồi. Bác là người ở Hà Nội, bác đã chốt rồi. Đấy, tuần trước em giao con xe vào trong Nghệ An thì tuần này chiếc xe này em giao lên Hà Nội. Ví dụ em bán ra bao nhiêu thì bây giờ anh em có cộng tiền vào cũng không thể mua được nữa đâu, vì hiện tại là đang hết hàng. Vì dòng này nó là dòng phiên bản giới hạn. Đấy, nó chỉ cấp mỗi cơ quan, mỗi nhà nước, mỗi tỉnh. Đấy, mỗi ngành là có 2 xe thôi. Đấy, mà xe này không bán ra thị trường anh em nhá. Xe này không bán ra thị trường. Đấy, xe này đổi lương thực thực phẩm từ bên Indonesia sang cho Việt Nam anh em nhá. Đấy, nguồn gốc nó như thế. Huyền Thoại Win 100. Đấy, đời 2005 và đầu máy là 3 con 1 111 anh em nhá. Nghe rõ nhá. Đầu máy 111 mới là hiếm. Còn đầu máy 10 thì nó rất là nhiều, và đầu máy đầu 2 thì nó quá nhiều rồi. Em xem xung số máy con này có đẹp không. Đấy, con này số khung của nó là 115447. Số máy con này là 115414. 115414 anh em nhé. 115414. Đấy, nổ gati hết xăng thì thôi. Ok, bây giờ em xin phép là em xuất phát để em đi giao xe ở Bắc Giang và quên mất, Văn Giang và Bắc Linh. Đấy, em chào bác Tuấn nhá. Em chào bác Tuấn nhá. Đấy, xe đã về và em quay chi tiết cho bác. Đấy, chiếc xe làm ra Bắc Linh này. Đấy, cửa hàng em đây anh em nhá. Đấy, Trung Kiên chào tất cả anh chị em ạ. Em tạm dừng video. Ok.